Rồi xin chào mọi người nhé. Đây cái quạt đang chạy mình dừng lại này. Mình tháo cánh ra rồi, tháo bầu ra rồi thì thấy nó kẹt cứng này. Và mình chạy thử nhá, mình cho dầu vào rồi đấy. Cho dầu rồi nó giảm tiếng kêu rồi nhưng vẫn kêu này. Lúc trước nó còn kêu nữa rồi đấy, quay sát camera đây để nghe tiếng. Đấy, vừa tiếng kêu kín kít nhưng bây giờ nó cho dầu rồi nên nó đỡ kêu rồi. Nó kêu kín kít này, mình vừa cho dầu vào trong trục đây này. Cho dầu trong trục này. Mục đích là để cho nó quay lại được. Bây giờ nó vẫn đang kẹt nhưng mà còn quay được rồi nhá. Bấm lại này, nó vẫn chưa chạy này. Đấy, nó đang quay từ từ này. Quay này. Mục đích mình cho nó quay quạt như này, vừa mình cho dầu vào để cho nó quay được quạt này, để mình vệ sinh cái trục này ra. Khi quạt bị kẹt ấy, mà muốn tháo được quạt ra thì phải vệ sinh được cái trục này. Mà muốn vệ sinh được cái trục này thì phải cho quạt nó chạy được này thì mới vệ sinh được trục thì mới tháo ra được nhá. Nếu mà không vệ sinh sạch được cái trục này thì khi tháo cái bầu ra tí nữa mình rút xít ta to ra, mới dô to ra thì nó sẽ vướng ở đây không ra được nhá. Bây giờ mình sẽ tháo ra này. Đây con này tụ nó bị hiện tượng là đẩy tụ ra ngoài rồi này. Tụ này cũng kém rồi nhá. Tí mình sẽ thay tụ này luôn. Vì nếu không thay thì trước sau thì nó cũng sẽ chết thôi. Khi tháo này ra này nhấc nhẹ nhàng này. Mọi người nhớ nhấc nhẹ nhàng chứ không là nó đập cái rô to này vào cái quặn dây xích ta to này nó sẽ bị hỏng này. Đấy như nhiều con ấy, như con này dễ là nó con này dễ tháo ra là bởi vì cái bạc ở đít này nó không bị kẹt, nó chỉ kẹt ở bạc ở trên đây này. Còn nhiều con nó kẹt bạc ở đít thì bắt buộc mình phải vỗ cả cái này ra này. Đấy, như con này kẹt rất cứng này. Nhưng nhiều con thì có thể là mình rút thì nó ra được cái này. Đấy, nó tùy theo tình huống. Nếu nhiều con nó ra được cái ra trục này nhưng trục sau kẹt thì là sẽ rút thảm ra, sau đó mới lấy cái rô to này ra khỏi cái xít ta to này sau. Đây con này là nó bị kẹt trục này. Trục này nó han gì hết này. Trục này nó bị xước hết này. Đây mình nhau đi này. Nó chạy nó lóng xước hết này. Đằng sau này thì không bị thì bạc đằng sau sẽ không phải thay nhá. Mình sẽ thay bạc trước này. Trước đây mình làm video cả thay bi và thay bạc rồi, nhưng lần này mình thấy cái quạt này nó kêu kín kít, tiếng rất đặc trưng nên mình sẽ làm video này là video thay bạc nha. Cùng kích cỡ này, trục bát này, trục bát trục miền Nam, trục quạt miền Nam nhá. Đấy, bằng kích cỡ này bây giờ mình sẽ đưa cái rô to này vào đây, đưa rô to vào đây để mình đóng ra này, sau đó đóng cái bạc mới vào nhá. Đây cái trục này bị xước ngang này, mọi người nhìn này, xước vết xước rõ ràng nhá, là chỗ tiếp xúc giữa cái bạc này và cái trục này thì cái bạc này nó bị xước rồi, nó mới bó vào nhau như này, nó bó cứng luôn ấy, bó cứng như này, nó bó cứng đến nỗi là cái bạc này nó chạy ở phía ngoài, thế nó tạo thành vết xước ở đây. Cái bạc này thì cái trục này, cái bạc với cái trục này thì mọi người ra cửa hàng điện dân dụng mua thì một trục và hai bạc này thì nó khoảng 8 đến 10 nghìn, có thể là đến 15 nghìn. Mình làm quen rồi nên là mình áng chừng được. Mình chỉ cần áng chừng thôi là mình biết được này. Thì mình đưa này vào này. Mình đưa vào cục căn vào nó còn khoảng tầm 2 phân này là ok này. Đấy. Đưa nốt cục căn như này này. Mình sẽ lót cái đệm này ở phía sau, còn đệm phía trước không có nhá. Để cho có độ dơ dọc. Sau đó lau sạch này. Nó phải chờ lắp lại rồi. Bây giờ cái tiếp theo mình sẽ tháo cái này đây, mọi người quan sát này. Con này là trước đây đã thay bạc rồi này, nên là nó cái miếng giữ bạc này nó tách ra đây này. Đấy, mình quan sát mình thấy tách ra này. Khả năng trước đây đã có người thay bạc rồi nhá. Đấy. Khi những con bạc mà nó nằm ở cái gối này mà nó được nhà máy dập móc vào như này thì cái cách này là cách hay nhất này. Bao giờ cũng phải tách bẻ cái này ra, đưa tô vít vào, đưa tô vít đây lậy lên, đưa tô vít nhỏ này vào đây này, lậy lên này để cho rách cái này ra, để đến lúc khi đấy mình sẽ lắp vào lại được. Còn nếu mà ở cái tình huống này, con này mà nó móp vào như này, mà mọi người không làm này, mà cậy các kiểu khác thì nó sẽ rất là khó làm nhá. Còn đây là bạc của nó này,
bạc thì mình sẽ ngâm vào trong dầu nhớt xe máy nhá. Đây là kinh nghiệm của mình chia sẻ cho mọi người này. Bạc quạt, mua tất cả các bạc quạt ở cửa hàng có hai loại bạc. Con bạc này là bạc màu đen này, có loại bạc thì nó hơi mạ màu phớt phớt đồng, nhưng thực ra chất lượng như nhau thôi, nó không tốt hơn mà là bao nhiêu đâu. Chủ yếu là mình ngâm trong dầu nhớt xe máy thải ra. Dầu nhớt mà xe máy chạy lâu ngày rồi thì dầu nhớt nó sẽ loãng ra thì nó sẽ ngấm vào bạc này tốt hơn. Đấy, mình ngâm khoảng tầm 1 năm rồi, cứ 1 năm mình lại ngâm một nọ như này, mình dùng hết mình lại ngâm một nọ khác. Đấy, sau đó đưa vào thì nó sẽ chất lượng của cái bạc nó sẽ tốt hơn nhá. Tay này mình sẽ giữ này lên. Đấy, và tay này mình đưa xuống này để cho lần lượt vào này. Đấy rồi, ok nhá. Đấy, vào này là ok rồi này. Mình sẽ lau lại cái bạc này một lần nữa để đảm bảo cho nó sạch nhá. Và mình lau luôn cái bạc bên này. Sau đó bỏ vào máy. Cho dầu máy vào bông thấm dầu nhá. Đây, cho dầu máy vào bông thấm dầu này, không cho vào bạc mà chỉ cho vào bông thấm dầu thôi. Đây mình chỉ cho dầu máy vào bông thấm dầu thôi chứ mình không cho vào bạc nhé. Theo kinh nghiệm của mình ấy, khi mà mình cho dầu vào chỗ tiếp xúc giữa trục và bạc thì nó lại tạo thành cái vật chất để nó kết trục và bạc lại. Đấy, mình chỉ để thế thôi, để khi quạt chạy thì bạc nó nóng lên thì dầu nó sẽ ngấm trong bạc, ngấm ra. Nó chỉ ngấm lượng vừa phải thôi để đủ bôi trơn thôi thì nó sẽ bền bỉ hơn nhá. Bây giờ mình sẽ nắp vào này. Khi nắp vào đưa vào khéo, đưa nhẹ nhàng thôi. Đưa nhẹ nhàng. Nếu đưa mạnh tay mà không khéo là nó sẽ đập vô to vào cái quận dây của xích ta to này làm đứt dây. Vì dây của quạt này nó rất là mảnh, nó chỉ nhỏ như sợi tóc thôi, rất dễ là bị tổn thương và đứt nhá. Sau khi đưa vào mình siết ốc này, mình vặn ốc bằng cái máy vặn rút này đi thì nó có lực đấm búa nên là có lực búa đấm nên là khi vặn vào hoặc vặn ra nó rất dễ dàng nha. Còn nếu mà mọi người mà vặn ra ấy, mà không có cái máy vặn vít mà vặn ra là rất là khó ấy. Rồi mình cắm điện này, chạy thử này, êm ái này. Rồi đấy, rất là ngon rồi nhá. Như vậy là ok rồi đấy. Đấy, rất là trơn, mình chưa cần chỉnh gì nó đã trơn rồi nhá. Còn nếu mà mọi người lắp vào này mà thấy nó cứng ấy, lắp vào mình vừa quay tay này thấy nó trơn này thì là mình thấy ok chuẩn rồi. Còn nếu mà thấy nó cứng thì mọi người cứ lấy cái tô vít cứng này gõ vào đây gõ mạnh hơn cũng được đấy, để cho nó trơn. Nhưng đây vào vị trí rất trơn rồi nên là ok rồi nhá. Đấy, rất là chuẩn đấy nhá. Rồi quạt đến đây là ok rồi, mình chỉ làm video ngắn này thôi để cho giúp ích cho mọi người thôi. Hy vọng là sẽ giúp ích được cho ai đó cần nhé. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mọi người thấy video của mình hay và có ích thì nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón xem video mới nhất của mình nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.